Chương 11 Chính thức mở bán Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Rất nhanh, thánh chủ trên đỉnh núi cái kia đạo khí cấp thần hỏa chuông đồng vang lên ba tiếng Điều này đại biểu triệu tập toàn bộ bộ trưởng lão Thiên diễn thánh địa mấy trăm ngàn tạp dịch, đệ tử, chấp sự đều là ngẩng đầu Nhìn lấy tất cả đỉnh núi bầu trời hướng về thánh chủ sơn bay đi trên trăm đạo lưu quan Kính nể hơn, cũng có tự hào cũng chỉ có nhà mình thánh địa, mới có thể có nhiều như vậy cường giả. Phía trước còn có đệ tử bởi vì tin đồn mà lo lắng. Rất sợ thánh địa không có tiền. Phía trước này cổ lời đồn đã truyền rất trọng. Chẳng qua hiện nay đã không có người nhắc lại. Mấy ngày nay, thánh địa làm cho luyện khí đệ tử luyện chế hạ phẩm pháp khí, đơn giản như vậy hạ phẩm pháp khí liền cho 10 điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhưng là có thể trực tiếp 1.1 hối đoái hạ phẩm linh thạch mười hạ phẩm linh thạch đều đủ đi bên ngoài mua hai ba món hạ phẩm pháp khí không ít học chế thuốc bày trận đệ tử cũng nghĩ đi học luyện khí ở các đệ tử xem ra đây hoàn toàn là tông môn tại cấp các đệ tử phát phúc lợi tông môn nếu như không có tiền làm sao lại phát phúc lợi sở dĩ tông môn tài chính ra vấn đề sự tình lại không người nhắc tới mà ở thánh chủ sơn các lộ trưởng lão đến Vương Trường Xuân dẫn đầu đi ra, đem một chiếc nhẫn trình cho Diệp Thần. Đây không phải là tiểu linh thông giới chỉ, mà là trữ vật giới chỉ. Mà bên trong chứa, đều là tiểu linh thông giới chỉ. Ước chừng 300,000 miếng, rậm rạp, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở trong đó. Diệp Thần Nguyên Anh cảnh cường hãn thần thức đảo qua, thỏa mãn gật đầu. Vương trưởng lão cực khổ. Dứt lời, nhìn về phía ngoài vụ trưởng phòng lão thánh địa ở mỗi cái tiên thành lớn, các đại phường thì cửa hàng chuẩn bị như thế nào? Ngoài vụ trưởng phòng lão nhìn lấy dịp thần trong tay trữ vật giới chỉ, ánh mắt chiếu sáng bẩm báo. Hồi thánh chủ, ta thánh địa tổng cộng 230 gian cửa hàng, đã hoàn toàn chuẩn bị ổn thỏa. Dịp thần thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, trữ vật giới chỉ đưa đến ngoại vụ trưởng phòng lão trong tay. Vậy hôm nay mà bắt đầu giao hàng. Ngày mai, chúng ta trữ vật giới chỉ chính thức đem bán. sở hữu trưởng lão trong mắt đều mang ước mơ quan mang. bọn họ nhưng là đều đã dùng hết ba ngày tiểu linh thông giới chỉ. hiệu quả bọn họ rõ ràng nhất. cái kia thần kỳ công năng một khi bị ngoại giới tu hành giả biết, tất nhiên sẽ nhất lên giành cướp. nghĩ đến tình cảnh kia, sở hữu trưởng lão đều là vô cùng mong đợi. tu tiên giới liền điểm ấy tốt, giao hàng thuận tiện không cần phải cái gì đường sắt cao tốc máy bay đại xe vận tải gì gì đó trực tiếp trong trữ vật giới chỉ một trang bị thịt người mang hàng vừa nhanh lại ổn có chút tiên thành còn có truyền tống trận càng là cấp tốc so với lam tinh hậu cần hệ thống không biết nhanh đi nơi nào hơn nữa đây là tiểu linh thông giới chỉ đệ một lần vấn thế không ít trưởng lão chủ động xin đi dết giặc giao hàng dự định ở lại tiên thành đến lúc đó nhìn tiêu thụ rầm rộ trưởng lão xuất mã, càng làm cho giao hàng tốc độ biến đến nhanh hơn. Ngày hôm nay là có thể cam đoan cửa hàng hàng hoàn thành. Ngày mai đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Đợi đến hơn 10 đạo lưu quan bay đi chung quanh. Diệp thần cùng sở hữu trưởng lão đều hiếp mắt đang nhìn bầu trời. Các trưởng lão đang nhìn bầu trời, đầy cõi lòng chờ mong. Chúng ta thiên diễn thánh địa ở luyện khí lĩnh vực vẫn không có đương gia sản phẩm, bây giờ nâng thánh chủ anh minh, rốt cuộc có chiêu bài của nhà mình tiên đào dịp giảm sản lượng phía sau, chúng ta liền không nửa đối ngoại cung ứng tiên đào dịp, đưa tới các đại cửa hàng khách nhân đều xuống hàng rất nhiều, bây giờ tất nhiên có thể một lần nữa hỏa bạo 300,000 miếng tiểu linh thông giới chỉ, phỏng chừng một ngày liền bán hết rồi, nói không chừng đến lúc đó bạn cũ của ta nhóm cũng phải tới tìm ta hỗ trợ mua. Tắm tắc, ta ở Bách Hoa Tông có mấy vị tri kỷ, hai ngày nữa ngược lại là nên cho các nàng tiễn mấy viên đi qua. Tri kỷ Lấy ngươi lão đổ năm đó tác phong, ta xem là hồng nhan a. À. Rất nhiều trưởng lão đối với tiểu linh thông giới chỉ đều tràn đầy lòng tin, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày mai tiêu thụ hỏa bạo tình trạng. Bất quá dịp thần ngược lại thì không cảm thấy biết dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là độ mới, hơn nữa công năng quá mức bất khả tư nghị. Coi như là có thiên diễn thánh địa danh tiếng ở chỗ này, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Sở dĩ vẫn phải là chờ các loại, tiếng tâm bạo phát. Bất quá tiểu linh thông giới chỉ hỏa bạo là tất nhiên, không phải là sớm muộn gì mà thôi. Diệp thần cũng không sốt ruột. Diệp thần đã bắt đầu ở trong lòng suy tư, chờ, các loại, sản phẩm hỏa bạo phía sau. Nên như thế nào đem tiểu linh thông giới chỉ thị trường làm được càng lớn? Làm cho càng nhiều thế lực gia nhập vào sinh sản, làm cho tiểu linh thông mau sớm phổ cập tu tiên giới. Đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp ức chế một cái trong thánh địa luyện chế hạ phẩm pháp khí nhiệt tình. Phía trước là vì mở ra cục diện. Đợi có càng nhiều thế lực gia nhập vào sinh sản sau đó. Nhà mình liền không nửa sinh sản loại này đê đoan sản phẩm. Đến lúc đó, mang đệ tử cùng các trưởng lão chơi điểm càng cao cấp đồ vật đi. Đại Ấn Thành Đại Duyện Châu Mười Tiên Thành lớn một trong, phá lệ phồn hoa ước chừng trên một triệu tu tiên giả chiếm giữ trong đó. Vô luận là các nơi tông môn, hay hoặc là mỗi cái đại gia tộc, cái gì hơi lớn một chút tán tu thế lực, đều lại ở chỗ này mở cửa hàng. Mà ở khu giao dịch bày sạp càng là nhiều không kể xiết. Có thể nói, ở bên trong tòa tiên thành này, đồ thiết yếu cho tu luyện 99% đồ vật cũng có thể mua được. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền. Mà ở đại ấn thành chính trung tâm có bốn đống tiên lầu đứng sừng sững trong đó cái này bốn đống tiên lầu đều là tiên khí phiêu phiêu thần quan rực rỡ chu vi qua lại vội vã tu hành giả đi ngang qua đều là kính úy nhìn lấy cái này bốn đống tiên lầu không có gì khác cái này bốn đống tiên lầu thế lực sau lưng nhưng là đại duyện châu tứ đại thánh địa là hoàn toàn xứng đáng tu tiên cự đâu bất kỳ tông môn nào cũng không dám trêu chọc tồn tại mà trong cửa hàng sở bán không thể nghi ngờ đều là ngoại giới khó gặp tinh phẩm kim đan kỳ trở xuống tu hành giả không phải là cái gì tiên nhị đại của cải phá lệ sung túc đều không dám tiến vào bất quá mấy ngày này thiên diễn thánh địa thiên diễn các sinh ý không tính là quá tốt không có biện pháp thiên diễn các gần nhất không bán tiên đào lá không ít tu tiên giả đều là hướng về phía tiên đào dịp hiệu quả mới đến thuận tiện nhìn những đan dược khác cùng linh khí bảo khí. Đồng thời, thiên diễn các một loại rất chịu kim đan cảnh tu hành giả nhiệt phủng đan dược, kim ngọc đan. Lượng cung ứng cũng lớn biên độ giảm bớt, nhưng lại nói giá ba thành. Kim ngọc đan có thể nói là đối với kim đan cảnh tu hành hiệu quả đan dược tốt nhất. Bất quá giá cả vừa lên phòng, còn luôn là mua không được. Tỷ lệ hiệu suất giá thoáng cái liền biến thấp. Nói chung đủ loại nguyên nhân, đưa tới thiên diễn các sinh ý giảm mạnh. Bị còn lại tam gia hạ thấp xuống. Sát vách tam gia thấy nhỏ mà biết, tự nhiên là đoán được thiên diễn thánh địa xảy ra chút vấn đề. Bất quá bọn họ vui tai vui mắt, thậm chí là nhìn có chút hả hê. Tỷ như Thái Huyền Thánh Địa Tịnh Tâm Ngọc bội, có cùng tiên đào diệp tương tự công hiệu. Tịnh Tâm Ngọc bội là hạ phẩm bảo khí, chi phí phải năm viên thượng phẩm linh thạch tả hữu, giá ở 10 viên thượng phẩm linh thạch nhưng hiệu quả không bằng tiên đào diệp vẫn là một lần ngọc bội tại thị trường bên trên tự nhiên không tranh hơn tiên đào diệp chẳng qua hiện nay tiên đào diệp không bán đột phá phí trước mua tịnh tâm ngọc bội tu tiên giả liền biến nhiều mà ngọc thanh thánh địa ngọc thanh đan cũng theo thiên diễn thánh địa kim ngọc đang cung ứng giảm bớt người mua trở nên nhiều đứng lên còn lại một nhà thánh địa cũng là như vậy thị trường lại lớn như vậy ngươi nhường lại ta tự nhiên kiếm càng nhiều tứ đại thánh địa quan hệ chính là như vậy. Nhìn từ bề ngoài nước giếng không phạm nước sông. Nhưng trên thực tế đều hận không thể đối phương sớm một chút lành lạnh. Bọn họ vui xem thiên diễn thánh địa chê cười. Mà ở ngày hôm nay, ở thiên diễn các mở cửa, khai môn, phía sau, còn lại tam gia lại phát hiện thiên diễn các bầu không khí, dường như có chút bất đồng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 thiên diễn thánh địa chán nản rồi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thiên diễn các ngày hôm nay đích xác có chút bất đồng. Phía trước những ngày kia. Thiên diễn các trưởng quỷ, chấp sự, đệ tử đều cũng có chút yếu siêu. Nhưng hôm nay mở cửa, khai môn. Mọi người đều phản phất tươi cười rạng rỡ. Cái kia kim đang hậu kỳ trưởng quỷ, càng là lần lượt từng cái hướng dò xét mình mỗi cái gia trưởng quỷ lộ ra nụ cười sáng lạng này tấm thần thái, để mỗi cái da trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Phải biết rằng, vị này phía trước hai ngày nhưng là buồn thành mặt nhăn nhó. Chẳng lẽ, trưởng lão suy đoán có sai lầm? Thiên diễn thánh địa tiên đào thụ cùng lâm khê bí cảnh không có xảy ra vấn đề. Phía trước chỉ là bởi vì những chuyện khác trì hoãn. Trong lòng mọi người đều đã khởi cổ lai. Thiên diễn các trưởng quỷ nhóm chấp sự cũng là cảm giác hãnh diện thời gian sắp tới nhà mình thánh địa. Ở ngày hôm qua đưa tới khiến người ta ngạc nhiên hàng hóa, hiệu quả có thể nói hoàn mỹ. Chưởng quỷ đã thử qua. Hắn đang ở khoảng cách thánh địa 500.000 km Đại Ấn Thành, đều có thể liên lạc với trong thánh địa bản thân, phản phất mặt đối mặt trò chuyện. Đơn giản là kỳ tích. Vật tốt như vậy, chỉ bán một viên trung phẩm linh thạch, nói là tặng không cũng không quá đáng. Tất nhiên có thể hỏa bạo toàn bộ Đại Ấn Thành sở hữu tu hành giả đều muốn tới một viên. Hai ngày này sát vách tam gia cũng không ít cười trộm, chờ, các loại, chứng kiến thần khí này tiểu linh thông hỏa bào phía sau, gặp các ngươi còn có thể hay không thể cười được. Tu tiên giả thần thông quảng đại. Đến rồi kim đang cảnh, một tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề. Sở dĩ mặc dù là sáng sớm, đều có tu luyện xong đi ra tu sĩ ở trên đường đi vào. Không ít tu hành giả vốn là không có ý định vào Thiên Diễn Các. Dù sao Tiên Đào Diệp cùng Kim Ngọc đang đều không có. Những vật khác cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Đi vào làm gì? Bất quá khi bọn họ đi ngang qua Thiên Diễn Các, chứng kiến trong cửa hàng chấp sự biểu tình phía sau, cũng là trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là Tiên Đào Diệp trọng mới khôi phục cung ứng? Lúc này có không ít người bước vào. Đạo hữu nhưng là tiên đào diệp cùng kim ngọc đan đang khôi phục cung ứng. Ta trong mấy ngày qua đều vẫn dựa vào Ngọc Thanh đang tu hành. Ngọc Thanh Thánh Điện Ngọc Thanh đang hiệu quả cuối cùng là so với Kim Ngọc Đan kém hai thành, hơn nữa bởi vì gần nhất người mua nhiều, bọn họ lại vẫn nói giá nhất thành, thật. Tính rồi, tính rồi, không nói. Đạo hữu, cho ta tới hai bình kim ngọc đan, thuận tiện tới một mảnh tiên đào diệp, ta ta cảm giác gần nhất muốn đột phá kim đan trung kỳ, trước giờ dự sẵn một gã kim đang sơ kỳ lão giả râu tóc bạc trắng hào hứng đi đến nhưng mà chấp sự cũng là lắc đầu vì đạo hữu này tiên đào diệp cùng kim ngọc đang còn không có khôi phục cung ứng tiên đào diệp tự nhiên là không đối ngoại bán mà lâm khê bí cảnh hạ thấp dược liệu sản lượng trăm không còn một luyện chế kim ngọc đang chủ dược càng là bị nhất ảnh hưởng lớn cũng chỉ đủ cho trong thánh địa cung ứng lão giả nghe vậy sửng sốt hắn nhớ nói hai thứ này đều không có, các ngươi vui vẻ cái trắm a? À. nhưng đối phương nhưng là thánh địa chấp sự, hắn một cái môn phái nhỏ trưởng lão, nào dám bi bi? không chờ hắn dự định cáo từ, tên kia chấp sự chính là nhiệt tình mở miệng. mặc dù không có tiên đào dịp, nhưng đạo hữu không ngại nhìn chúng ta một chút thiên diễn thánh địa thánh chủ tự mình thiết kế chế tạo sản phẩm mới. Ừ. thiên diễn thánh địa thánh chủ. Cái kia vị nhưng là chân chính thiên kiêu. Vô số tu hành giả thần tượng. Vẹn vẹn hai mươi năm, từ phàm nhân thành tựu nguyên anh, có thể nói tiền vô cổ nhân. Vị này đại năng tự mình thiết kế chế tạo sản phẩm mới. Lão giả hứng thú nhất thời tới. Xin hỏi thánh chủ tiền bối chế tạo sản phẩm mới là vật gì? Lão giả thần trọng chờ mong hỏi. Chấp sự nhất thời cười đắc ý, từ trước sân khấu cầm lấy một chiếc nhẫn chính là vật ấy tên là thiên diễn tiểu linh thông nhẫn thiên diễn tiểu linh thông lão giả coi như trân bảo tiếp nhận tỉ mỉ đại lượng bất quá sau một khắc sắc mặt chính là hơi đổi đây là hạ phẩm pháp khí chấp sự cười khẽ không sai cái này mặc dù là hạ phẩm pháp khí nhưng có bất khả tư nghị công năng vô luận ngươi ở vào tu tiên giới bất luận cái gì vị trí đều có thể cùng khác một chiếc nhẫn không chướng ngại thông tin, mặc dù các ngươi giữa lẫn nhau khoảng cách cách xa nhau ngàn xa vạn dặm. Thứ nhì, chiếc nhẫn này còn có thể mặc xuyên thấu qua bí cảnh các đức, mặc dù thân ngươi chỗ bí cảnh bên trong cũng có thể cùng bí cảnh bên ngoài bản thân câu thông. Có thể nói, chỉ cần ngươi có chúng ta thiên diễn tiểu linh thông, ngươi liền có thể triệt để không lại lấy cái gì truyền tin phù, cái gì thư từ qua lại chiếc nhẫn, thiên lý truyền âm chờ các loại đạo Pháp cũng không cần lại điều nghiên. Đạo hữu nhưng đối với cái này thiên diễn tiểu linh thông cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, lão giả khóe miệng lần thứ hai co quắp. Tu tiên giới bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể câu thông. Cách xa nhau nghìn vạn dặm cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn có thể xuyên thấu bí cảnh cắt đứt, liên lạc với người bên ngoài. Những thứ này công năng, coi như là bảo khí đều làm không được đến. Đây là hạ phẩm pháp khí có thể làm sự tình sao ngươi thổi lớn như vậy, chính ngươi thư sao? Đạo hữu cần phải đội thử xem. Nếu như muốn mua, tốt nhất trực tiếp mua một đôi, đưa cho bạn thân, trao đổi lẫn nhau thông tin dãy số, nếu không không cách nào liên hệ đối phương. Chấp sự xem đối phương biểu tình, cho rằng đối phương là bị cái này ngưu bức công năng kinh trụ. Hắn có thể lý giải. Bởi vì tông môn thông báo thời điểm, hắn cũng kinh trụ. Hạ phẩm pháp khí làm được những thứ này công năng, đơn giản là kỳ tích. Bao nhiêu tiền một viên? Lão giả do dự hỏi. Một trung phẩm linh thạch một chiếc nhẫn, không đắt lắm a. À? Chấp sự nói ra giá cả. Mà lão giả trong lòng đã tại kinh hô, một trung phẩm linh thạch mua một viên hạ phẩm pháp khí. Đùa gì thế? Một dạng hạ phẩm pháp khí cũng liền ngũ hạ phẩm linh thạch. Một viên trung phẩm linh thạch đều đủ mua hai mươi món hạ phẩm pháp khí hắn mặc dù là kim đan kỳ, nhưng chỉ là một tiểu môn phái trưởng lão. Tân tân khổ khổ lời ít tiền, chỉ cầu mua tài nguyên tu luyện, tranh thủ ở đại nạn trước đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cái kia cam lòng cho loạn như vậy dùng tiền. Lão giả biểu môi, nhưng không dám nói cái gì lời nói nặng, chỉ là đem cái này gọi là thiên diễn tiểu linh thông hạ phẩm pháp khí trả lại cho chấp sự. Ngoài miệng nói với chấp sự lấy lần sau nhất định, vội vàng ly khai thiên diễn các. Chờ, các loại cách khá xa mới chỉ có quyệt miền oán thầm bên ngoài đều đang đồn thiên diễn thánh địa tiên đào thụ héo rũ đến rồi niên hạn bây giờ xem ra là thực sự bất quá cầm một hạ phẩm pháp khí loạn thổi liền muốn bán một viên trung phẩm linh thạch là nghèo đến điên rồi sao thiên diễn thánh địa quả nhiên là xảy ra đại vấn đề mà cái kia vị tuổi trẻ thánh chủ phỏng chừng cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa a không chỉ là ở đại ấn thành ở vào toàn bộ đại diện châu các nơi thiên diễn thánh địa cửa hàng, đều gặp giống nhau cục diện. Trong một ngày, bọn họ kỳ vọng cao hỏa bạo tiêu thụ tràn cảnh, căn bản không có xuất hiện. Những thứ kia tu hành giả vừa nghe giới thiệu, chính là xoay người rời đi. Một chút hứng thú đều không có. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn bán không được. Một ngày thời gian xuống tới, từng cái cửa hàng cũng đại khái cũng riêng phần mình bán đi mấy chục trên trăm cái nhẫn dù sao có thiên diễn thánh địa chiêu bài ở chỗ này hơn nửa giá cả xác thực không đắt lắm rất nhiều người liền mua đi thử một chút nhưng vấn đề là cái này cùng bọn họ dự đoán cục diện sai nhiều lắm nhà mình công năng mãnh liệt như vậy thiên diễn tiểu linh thông làm sao lại không có hỏa đâu thực sự là kỳ quái thánh địa kỳ vọng cao thiên diễn tiểu linh thông không có hỏa thiên diễn thánh địa chán nản rồi luân lạc tới bán hạ phẩm pháp khí tin tức ngược lại thì truyền khắp toàn bộ đại diện châu, đưa tới vô số quan tâm. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 13 Tiếng tâm bạo phát Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thiên diễn thánh địa bán hạ phẩm pháp khí tin tức, thoáng cái truyền khắp sở hữu tiên thành cùng phường thị. Nguyên do bởi vì cái này tin tức liền quá kinh người. Thiên diễn thánh địa, đây chính là tứ đại thánh địa một trong A có thể đặt ở trong cửa hàng của bọn họ không một đều là tinh phẩm mặc dù là bán pháp khí cũng là công năng cường hãn trong một vạn không có một đỉnh cấp tinh phẩm pháp khí làm sao lại bán hạ phẩm pháp khí loại vật này mà càng kình bạo tin tức vẫn còn ở phía sau thiên diễn thánh địa hạ phẩm pháp khí dĩ nhiên bán ước chừng một viên trung phẩm linh thạch cái này liền càng kỳ quái hơn một viên trung phẩm linh thạch đều đủ mua thượng phẩm pháp khí Ngươi một cái hạ phẩm pháp khí bán cái giá này. Là điên rồi sao? Tin tức này truyền cực nhanh. Không ít người ngay từ đầu đều không tin. Đây chính là thánh địa A. Vô số tu hành giả tha thiết ước mơ thế lực lớn. Làm sao có khả năng luân lạc tới bán bảo khí đâu? Song khi bọn họ nghe hỏi mà đến sau đó. Lại phát hiện cái này dĩ nhiên là thực sự. Mỗi cái tiên thành lớn phường thì thiên diễn cát thực sự đang bán một cái tên gọi là thiên diễn tiểu linh thông hạ phẩm pháp khí hơn nửa giá ước chừng một viên trung phẩm linh thạch cái này những thứ này tu hành giả tự nhiên không dám ở thiên diễn các trước cửa lỗ mãng nhưng phía sau bên trong tam tam lưỡng lưỡng đã nghị luận điên rồi đường đường thánh địa dĩ nhiên bán hạ phẩm pháp khí thật sự là khiến người ta thất vọng đây chính là chúng ta đại diện châu thánh địa trình độ sao ta phía trước nghe nói thiên diễn thánh địa lâm khê bí cảnh dường như xảy ra ngoài ý muốn bây giờ xem ra hình như là thực sự quá mất mặt chúng ta bác đại gia tộc đều chẳng muốn làm ra phẩm pháp khí loại này sinh ý đường đường thánh địa lại vẫn không bằng chúng ta trương gia quan trọng nhất là một cái hạ phẩm pháp khí chỉ bán một viên trung phẩm linh thạch ngươi thiên diễn thánh địa tuy là truyền thừa đã lâu nhưng một cái hạ phẩm pháp khí dám bán đắt như thế coi chúng ta là ngốc tử hay sao nghe nói thiên diễn thánh địa trước một đời thánh chủ liền là cái chỉ biết tu luyện sẽ không quản để ý tông môn sự vụ. Bây giờ xem ra cái kia vị mới nhậm chức dịp thánh chủ cũng là như vậy, bằng không trong thánh địa sao xuất hiện bực này làm trò hề cho thiên hạ việc? Cái kia chấp sự nói hạ phẩm pháp khí công năng càng là đang vũ nhục chúng ta luyện khí người nhận thức. Toàn bộ tu tiên giới đều có thể tùy ý ăn thông, còn có thể mặc xuyên thấu qua bí cảnh các đức. Ngươi muốn nói là các ngươi thiên diễn thánh địa luyện khí tông sư chế tạo ra đỉnh cấp bảo khí có cái này công năng, ta còn tin một điểm. Nhưng hạ phẩm pháp khí làm sao có khả năng làm được những thứ này? Gạt quỷ hả? Ta thử một chút, hoàn toàn chính xác có hiệu quả, bất quá phỏng chừng cũng liền trong phạm vi trăm dặm có thể thông tin. Truyền tin phù một viên hạ phẩm linh thạch là có thể mua 10 miếng, ta điên rồi mới, chỉ có, hoa một viên trung phẩm linh thạch mua một cái hạ phẩm pháp khí hơn nữa cái kia pháp khí dường như chỉ có thể dùng một năm sau đó muốn dùng còn phải giao tiền thiên diễn thánh địa là nghĩ tiền muốn điên rồi sao pháp khí đều bán rồi còn muốn hàng năm lấy tiền ngoại giới khắp nơi đều là tin đồn mà còn lại ba đại thánh địa nhận được tin tức phía sau cũng đều là vui mọi người đều ở đây xem thiên diễn thánh địa chê cười thiên diễn thánh địa thánh chủ sơn trong thánh địa các trưởng lão lần thứ hai hội tụ một đường chỉ là đám người đều cau mày khắp khuôn mặt là khó hiểu màu sắc tại sao sẽ như vậy chứ để nhất thiên tài bán như thế điểm không nên a à. vương trưởng lão nghe ngoại vụ chỗ hồi báo lượng tiêu thụ nhíu mày thánh địa cho các đại cửa hàng trưởng quỷ đều phân phát tiểu linh thông giới chỉ có thể thời khắc hướng tông cửa hội báo lượng tiêu thụ thuận tiện không gì sánh được đây chính là tiểu linh thông giới chỉ mang tới tiện lợi tính. Nhưng vấn đề là, tiểu linh thông giới chỉ lượng tiêu thụ, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vương trường Xuân Vốn chỉ muốn 300,000 miếng tiểu linh thông giới chỉ, tất nhiên cùng không đủ cầu. Nói không chừng nửa ngày liền bán hết rồi. Kết quả thế nào? Cả ngày, chỉ bán đi ra ngoài 6.000 miếng tiểu linh thông giới chỉ bình quân mỗi cái cửa hàng cũng liền bán đi 30 miếng tả hữu mà thôi. Cái này cùng bọn họ mong muốn sai quá xa. Sở hữu trưởng lão đều nhíu chặt chân mày. Mà thánh chủ trên ghế dịp thần, đối với mấy cái chữ này cũng là sớm có dự liệu. Chẳng những không có câu mày, ngược lại vân đạm phong khinh mở miệng khuyên nổi lên các vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão hà tất như vậy sầu lo. Ngày đầu tiên chỉ bán ra 6.000 miếng, đã là không sai thành tích diệp thần không nóng không vội thái độ ngoài chư vị trưởng lão dự liệu vương trường xuân trưởng lão có chút nóng nảy đối với chúng ta tiểu linh thông giới chỉ công năng như vậy ưu tú giá cả còn thấp như vậy liêm làm sao sẽ mới chỉ có bán ra sáu ngàn miếng diệp thần vung tay lên rất bình thường tai nghe là giả mắt thấy mới là thật chư vị trưởng lão lúc đó chẳng phải ngay từ đầu đều không tin sao thẳng đến vương trưởng lão ngươi chạy ra bên ngoài 500.000 dặm sau khi khảo sát, mới, chỉ có, tin. Liền chư vị kiến thức trọng thánh địa trưởng lão ngay từ đầu đều không thể tin được. Ngoại nhân không tin càng là bình thường. Có thể bán ra 6.000 miếng, kỳ thực đã ngoài dự liệu của ta. Diệp thần không phải nói lời nói dối. Tự như kiếp trước giống nhau. Lại ưu tú kỹ thuật mới, mới vấn thế thời điểm đều là không có mấy người coi trọng. Ngay từ đầu lượng tiêu thụ đều phá lệ thảm đạm. Thẳng đến dùng nhiều người, tiếng tâm lên men, mới chỉ có nên đón lượng tiêu thụ bạo phát. Mà nhà mình tiểu linh thông giới chỉ cũng là đạo lý này. Coi như ngươi là tứ đại thánh địa, cũng không khả năng ngươi nói cái gì người khác đều tin. Sở dĩ an tĩnh chờ đợi tiếng tâm bạo phát là được. Vàng thật không sợ lửa. Chờ các loại tu tiên giả nhóm đã biết tiểu linh thông giới chỉ chân thực hiệu quả hiện tại khinh thường biểu tình có bao nhiêu cùng ngạo đến lúc đó mua dáng vẻ thì có nhiều chật vật diệp thần theo như lời nói có điều có lý rất nhiều trưởng lão đều là gật đầu chỉ là ngoại vụ trưởng phòng lão vẫn còn có chút gấp nào dám hỏi thánh chủ lúc nào tài năng mới có thể tiến tâm bạo phát vương trường xuân trưởng lão cũng là mở miệng nói ra nếu tạm thời bán không được, chúng ta là hay không phải tạm thời giảm bớt thông tin chiếc nhẫn sinh sản. Chờ, các loại, tiếng tâm bạo phát phía sau lại thêm đại sinh sản. Nghe hai người lời nói. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới loại tình huống này, tự nhiên hẳn là thừa dịp trong khoảng thời gian này đồ phụ tùng, lấy ứng đối tương lai sẽ nên đón nhiệt tiêu trầm rộ. Làm sao có khả năng bởi vì hiện tại bán không tốt, mà bắt đầu giảm sản lượng. Chờ, các loại, lượng tiêu thụ bạo phát khôi phục lại sinh sản, vậy coi như kiếm ít nhiều lắm linh thạch. Quả nhiên, tu tiên giới mặc dù đang tử linh thạch, nhưng vẫn là càng trọng thì tu luyện a. Mặc dù là phụ trách ngoại vụ trưởng lão, buôn bán ý thức cũng quá kém. Dựa lưng vào Thiên Diễn Thánh Địa, phía trước còn có tiên đào diệp loại này độc nhất vô nhị sản phẩm. Nếu như làm cái Thiên Diễn các hội viên, có thể ưu tiên mua sắm tiên đào diệp nạp tiền linh thạch hưởng 99% phục vụ gì gì đó. Thiên diễn các sinh ý ít nhất có thể đảo lộn một cái. Bất quá dịp thần cũng không cần cầu nhiều lắm. Vân Đạm Phong khinh khoát tay áo. Không nên nóng lòng, ngắn thì một tuần, lâu là một tháng, chúng ta tiến tâm tất nhiên bộc phát ra. Tiểu linh thông giới chỉ sinh sản, càng là không thể hạ xuống, bảo trì mỗi ngày 10 vạn sản lượng. Tiểu linh thông giới chỉ thành phẩm không cao, sinh sản nhiều hơn nữa để ở nơi đó, cũng đối với ta thiên diễn thánh địa tại vụ không có ảnh hưởng gì. Vương trưởng lão không cần quá lo lắng. Dịp thần bây giờ ở trong thánh địa uy vọng không nhỏ. Nếu quyết định ra đến, tự nhiên không có ai lại nghi vấn. Bất quá sở hữu trưởng lão đều là phá lệ quan tâm tiểu linh thông giới chỉ lượng tiêu thụ. Sở dĩ ở phía sau ngày thứ hai làm các nơi cửa hàng tiểu linh thông giới chỉ lượng tiêu thụ hội báo qua đây phía sau bọn họ đều là trước tiên chạy tới hỏi thăm đang mong đợi có thể nghe được tiểu linh thông giới chỉ tiếng tâm bạo phát tin tức ngược lại là dịp thần cái này thánh chủ không có chút nào quan tâm tiểu linh thông giới chỉ lượng tiêu thụ mỗi ngày ngoại trừ cảm ngộ bí chữ đấu ở ngoài chính là đi thánh địa trong cấm địa nghiên cứu tiên khí cân nhắc mới công năng những thời gian khác lại là xem quan vân hải nhìn đại nhật câu câu linh ngư thời gian phá lệ thích ý còn như tu luyện có nạp tiền tu tiên hệ thống diệp thần căn bản không khả năng tu luyện chờ các loại kiếm tiền trực tiếp nạp tiền hoàng mỹ đột phá không thơm sao mà khi chứng kiến tiểu linh thông giới chỉ ngày thứ hai tổng lượng tiêu thụ phía sau thánh địa các trưởng lão chân mày nhíu sâu hơn mặc dù là diệp thần chứng kiến lượng tiêu thụ phía sau cũng lộ ra có chút hăng hái thần sắc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 14 Chỉ số ai quy thuế Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Thánh chủ trong đại điện Rất nhiều trưởng lão đứng ở nơi đó Đều có bắn tỉa ủ rũ Bởi vì ngày thứ hai chẳng những không có nên đón tiếng tâm bạo phát Ngược lại so với ngày thứ nhất lượng tiêu thụ còn muốn sai Ngày hôm qua còn bán đi 6.000 miếng tiểu linh thông giới chỉ Theo lý thuyết ngày hôm nay coi như không phải hỏa bạo, cũng nên bán càng nhiều hơn một chút. Có thể ngày thứ hai cả ngày, lại chỉ bán ra 4.000 miếng tiểu linh thông giới chỉ. Lượng tiêu thụ ước chừng ngã 2.000. Cái này liền không được bình thường. Coi như là dịp thần, nhìn lấy cái này lượng tiêu thụ cũng có chút không biết. Theo lý thuyết, sản phẩm vừa mới đem bán. Lượng tiêu thụ làm sao cũng không nên ngã xuống A. Làm sao cứ như vậy? dịp thần nhíu mày một cái nhìn về phía ngoài vụ chỗ trưởng lão làm cho các địa phương các trưởng quỹ phái người ở mỗi cái tiên thành lớn các đại phường thì tìm hiểu một cái xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra đây chính là sản phẩm điều tra kiếp trước đại công ty sản phẩm mới đưa ra thị trường đều có người đặc biệt ở trên internet chú ý thuyền đánh cá bất quá tu tiên giới tự nhiên không có cái khái niệm này cũng không có internet sở dĩ phiền phức rất nhiều. ngoài vụ trưởng phòng lão lập tức gật đầu. bọn họ cũng tò mò, nhà mình tốt như vậy sản phẩm, như thế nào còn càng bán càng kém. thế đạo này đến tột cùng là thế nào? ngoài vụ trưởng phòng lão lập tức liền làm cho bên trong tông chấp sự liên hệ các nơi trưởng quỹ tìm hiểu. có tiểu linh thông giới chỉ, truyền đạt mệnh lệnh ngược lại là phá lệ thuận tiện, mà ở đợi làm cái sau khi chuyện thành công mỗi cái địa lục lần lượt tiếp theo đều có tin tức trở về ngoài vụ trưởng phòng lão trường lão nghe tập hợp mà đến tin tức sắc mặt biến đen thánh chủ các nơi tu hành giả đều nói chúng ta thiên diễn thánh địa là nghèo đến điên rồi nói chúng ta hà phẩm pháp khí bán một viên trung phẩm linh thạch là ở hố ngốc tử chỉ có người đầu óc có vấn đề mới có thể mua thực sự là làm càng dám như thế chửi bới ta thiên diễn thánh địa không sợ bị thanh toán sao nói xong lời cuối cùng ngoài vụ trưởng phòng mắt lão thần âm trầm thần uy kinh sợ còn lại trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi mà dịp thần nghe được lại vui vẻ thảo nào lượng tiêu thụ ngã nhà mình tiểu linh thông giới chỉ đây là đã bị đánh thành chỉ số ai quy thuế a à? ai bán ai đầu óc thì có vấn đề dưới loại tình huống này nguyên bản có thể có chút đối với thánh địa kính ngưỡng tu tiên giả còn nghĩ mua được thử xem Kết quả vừa nghe đến loại này thuyền đánh cá, nhất thời không muốn mua. Ai nghĩ bị người khác xem người trưởng thành ngốc nhiều tiền ngốc tử a? À? Diệp thần trong lòng vui, không thèm để ý chút nào chính mình sáng tạo đồ đặc bị coi thành chỉ số ai quy thuế. Ngược lại chờ sau này, các ngươi cũng là muốn ngoan ngoãn mua. Sở Dĩ hỗn không thèm để ý khoát khoát tay, căng dặn vương trưởng lão tiếp tục sinh sản sau đó. Diệp thần chính là du thản nhiên ly khai diệp thần như vậy vân đạm phong khinh. Còn lại trưởng lão cho dù không có diệp thần như vậy tâm tính. Dù sao tông môn nhưng là chính diện trước khi khủng hoảng tài chính. Nếu như tiểu linh thông giới chỉ hỏa không đứng dậy, hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng. Sợ dĩ mấy ngày kế tiếp. Các trưởng lão vẫn như cũ mỗi thiên quan chú lấy lượng tiêu thụ. Mà ở thuyền đánh cá phía dưới, lượng tiêu thụ vẫn còn đang ngã xuống cuối cùng đến rồi mỗi ngày 2.000 mai lượng tiêu thụ phía sau, số liệu mới bắt đầu chậm rãi bắn ngược. Chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Nhưng vẫn như cũ xem không đến bất luận cái gì bạo nổ hỏa dấu hiệu. Điều này làm cho các trưởng lão lòng nóng như lửa đốt. Trong đó mấy cái tánh tình nóng nảy, thậm chí chủ động ly khai thánh địa, chính mình bỏ tiền mua sắm, tiễn cho bạn tốt của mình nếm thử. Bạn thân ở chân thực thể nghiệm phía sau kinh sợ biểu thị nhất định biết cho đạo lữ của mình con nối dòng mua sắm đồng thời hướng những đạo hữu khác đề cử nhưng mà các trưởng lão những thứ này hành vi vẫn không có tác dụng quá lớn tiểu linh thông giới chỉ tổng lượng tiêu thụ cũng không thấy cái gì đại phúc độ tăng trưởng ngoại giới đại bộ phận tu hành giả đối với tiểu linh thông giới chỉ cách nhìn vẫn không có cải biến dịp thần mặc dù nhạt định nhưng mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng sẽ quan tâm một tuần lễ lượng tiêu thụ từ 6.000 ngã 2.000, lại từ 2.000 chậm rãi tăng tới 5.000. Kỳ thực đã là một loại biến hóa gợi ý. Dù sao ở chỉ số ai quy thuế thuyền đánh cá dưới, lượng tiêu thụ còn có thể dâng lên. Liên đại biểu đã có phát hiện tiểu linh thông giới chỉ chỗ tốt. Mà các trưởng lão cử động, dịp thần cũng nhìn ở trong mắt. Có thể dùng, nhưng tác dụng không lớn. Dù sao bây giờ còn chưa phải là Internet thời đại. Một số ít người không thể ảnh hưởng đại cục. Sở dĩ. Tiểu linh thông giới chỉ muốn bạo nổ hỏa. Phải đợi tiếng tâm chậm rãi truyền bá, đạt được nhất định số đến phía sau nghênh đón âm âm bạo phát. Bất quá làm cho Diệp Thần không nghĩ tới chính là. Đại Duyện Châu rất nhanh liền xảy ra một đại sự. Hơn nữa cùng nhà mình tiểu linh thông giới chỉ có quan hệ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 đồng tâm ngọc bội vô hiệu nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đại diện châu tây bộ cổ tộc đại diện châu bác đại gia tộc một trong bác đại gia tộc là dòng họ trong thế lực tối cường đại bác gia đều có nguyên anh kỳ cường giả tọa trấn mà cổ tộc càng là trong đó số một số hai đại tộc có nguyên anh hậu kỳ lão tổ tuy là thực lực này ở thánh địa trước mặt không đáng chú ý nhưng tuyệt đối là thánh địa phía dưới nhất lưu tồn tại. Mà giờ khắc này, cổ tộc gia tộc Đại Điện đang ở tổ chức một hội trưởng lão hội nghị. Một cái quần áo hồng sắc cung trang thành thuộc Mỹ Phụ, ngồi ở vị trí đầu vị trí. Trên người của nàng tản ra sâu không lường được lăng nhiên khí tức. Người này chính là cổ tộc đương đại gia chủ. Nguyên Anh Trung Kỳ cổ vân vận. Tại chỗ hơn 10 vị kim đang trưởng lão, đều là kính úy nhìn lấy cổ vân vận không ít hơi trẻ hơn một chút, nhìn cổ vân vận trong mắt, càng là cất giấu mến mộ. Cổ vân vận cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên không hề bận tâm, bình thản mở miệng. Trong tộc âm hỏa địa mạch gần khô kiệt, âm hỏa lôi hoàng sản lượng kém xa trước đây. Nếu như không có âm hỏa lôi hoàng, trong tộc hàng năm tiền lời đem giảm mạnh ba thành. Chư vị trưởng lão nhưng có biện pháp. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là an tĩnh lại chư vị gia tộc trưởng lão cũng đều là nhíu chặt chân mày. Cổ tộc lấy luyện khí lập nghiệp, có độc nhất luyện khí thủ đoạn. Trong tộc đệ tử 90% đều sẽ luyện khí. Từ pháp khí đến bảo khí đều có chế tạo. Nhưng cổ tộc kiếm lợi nhiều nhất sản phẩm, vẫn là hạ phẩm linh khí âm hỏa lôi đan. Quy lực cự đại, ném ra liền có thể bộc phát ra có thể so với trúc cơ trung kỳ một kích toàn lực quy lực. Mặc dù là một lần linh khí nhưng đối với luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu tiên giả mà nói, tuyệt đối là tốt nhất con bài chưa lật. Sở dĩ âm hỏa lôi đang ở bên ngoài bán phá lệ hỏa bạo. Bất quá âm hỏa lôi đang cần một loại đặc thù địa mạch âm hỏa. Cổ tộc khai thác trăm năm, bây giờ gần khô kiệt. Nếu như tìm không được mới tiền lời khởi nguồn, cổ tộc đem lại cũng luyện chế không ra âm hỏa lôi đan. Đây là liên quan đến sở hữu tộc nhân đại sự có trưởng lão suy tư mở miệng tộc trưởng chúng ta gần nhất chế luyện trung phẩm linh khí thiên cơ hoa đèn mưa có thể trong nháy mắt tuôn ra hơn một nghìn miếng linh châm quy lực đồng dạng có thể so với trúc cơ hậu kỳ một kích khiến người ta khó lòng phòng bị thiên cơ hoa đèn mưa ở phường thì bán cực kỳ tốt đã bán ra trên trăm món sau đó không bằng chủ yếu sinh sản thiên cơ hoa đèn mưa như thế nào dùng cái này thay thế âm hỏa lôi đan có không ít trưởng lão nghe vậy gật đầu. Nhưng mà cổ vân vận đôi mắt đẹp khẽ nâng. Thiên cơ hoa đèn mưa thay thế không được âm hỏa lôi đan. Thiên cơ hoa đèn mưa tuy là hiệu quả cường hãng trung phẩm linh khí, nhưng chế tác quá rườm rà, hơn nửa độ khó cực cao. Trong tộc cũng liền mấy chục người có năng lực luyện chế. Một năm sản xuất tối đa một hai trăm món. Coi như thiên cơ hoa đèn mưa có thể bán ra một viên thượng phẩm linh thạch giá cả, tổng tiền lời cũng quá thấp rất nhiều cổ tộc trưởng lão nghe vậy đều là thở dài một tiếng làm ăn không khá làm a à. đê đoan pháp khí lợi nhuận thấp lợi nhuận cao công nghệ khó không có biện pháp đại quy mô xuất hàng cổ tộc ba thành thu nhập dựa vào âm hỏa lôi đan bây giờ muốn tìm được thế thân âm hỏa lôi đan sản phẩm thật sự là quá khó khăn nếu có thể đem hà phẩm pháp khí bán ra một viên trung phẩm linh thạch giá cả chúng ta cổ tộc tuyệt đối có thể kiếm chết hạ phẩm pháp khí bán một viên trung phẩm linh thạch người đây là muốn cướp tiền a à? thiên diễn thánh địa không phải cứ làm như vậy rồi hả bọn họ có thể đoạt chúng ta làm sao lại không thể đoạt ha ha ngươi là nói thiên diễn thánh địa thiên diễn tiểu linh thông a à? thật không biết thiên diễn thánh địa cái kia vị thánh chủ là nghĩ như thế nào cũng dám cho hạ phẩm pháp khí định giá một viên trung phẩm linh thạch thực sự là tự tin a à? nói không chừng nhân gia cho là mình là thiên tài, vẫn là thánh địa chi chủ, sợ dĩ toàn bộ đại châu tu tiên giả đều sẽ cho hắn mặt mũi, cướp cho hắn đưa tiền đâu. Rất nhiều trưởng lão nói tới gần nhất điểm nóng sự kiện. Bầu không khí ngược lại là trong lúc nhất thời buông lỏng rất nhiều. Cổ vân vẫn nghe vậy, cái kia hoàng mỹ mà nở nang trên thân thể mềm mại, bộc phát ra băng hàng chi khí. Nói cẩn thận, thánh địa chi chủ, cũng là bọn ngươi có thể pha trò nếu như truyền tới ngoại nhân trong tai, không sợ vì ta cổ tộc đưa tới họa diệt tộc. Cổ Linh quẩn lời nói phản phất một chậu nước lạnh, làm cho đám người đều là một trận kinh hãi. Hoàn toàn chính xác. Chọc thánh địa, coi như bọn họ cổ tộc là gia tộc cao cấp, có nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Cũng khó trốn bị tiêu diệt hà trang. Thực sự là chuyện này quá trân kê, lại tăng thêm bên ngoài pha trò quá nhiều người. Để cho bọn họ có chút đắc ý vong hình rồi. Cổ Linh quẩn cái kia uy nghiêm đang phượng mau quét mắt đám người, lắc đầu. Hội nghị liền đến nơi này đi. Chư vị trưởng lão gần nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ sang năm âm hỏa triệt để khô kiệt phía sau ta cổ tộc nên ứng đối ra sao, mà không phải ở chỗ này vòng nghĩ thánh địa vị. Rất nhiều trưởng lão cảm thụ được nguyên anh uy áp, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng gật đầu, hành lễ ly khai. Chỉ để lại cổ linh bao hàm chút mệt mỏi nhắm lại mắt phượng tim tim ngọc thủ ưu nhã vô cùng nhào nặng cùng với chính mình huyệt thái dương. Thân là gia chủ, nên vì trong gia tộc hơn vạn tộc nhân phụ trách. Thật sự là lao tâm lao lực. Mà gia tộc trưởng lão cũng phần lớn chỉ biết là tu luyện, căn bản là không có cách vì mình chia sẻ. Gia tộc gần nên đón tiền lợi giảm mạnh vấn đề, đến cùng giải quyết như thế nào đâu. Cổ vân vận suy nghĩ hồi lâu, không có manh mối. Quyết định để trước vừa để xuống, Huân Nhi hai ngày này đi đâu? Giơ tay lên, cổ vân vận đưa tới thị nữ. Thị nữ nghe vậy, vội vàng mở miệng. Tiểu thư ba ngày trước nói là thu được bạn thân mời, đi bên ngoài liệp sát yêu thú. Cổ vân vận gật đầu, lộ ra mỉm cười. Cổ vân vận đã từng có một vị thân ca ca. Đi ra ngoài lịch luyện lúc xảy ra ngoài ý muốn, chỉ để lại nữ nhi cổ huân nhi. Sở dĩ cổ vân vận đem cổ huân nhi coi như mình ra, từ nhỏ nuôi lớn. Cô cháu hai người quan hệ thân như mẫu nữ. Hơn nữa cổ huân nhi thiên phú cực tốt. Vẹn vẹn 27 tuổi, liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách kim đang chỉ có một bước ngắn. Cổ vân vận tính toán đợi mấy chục năm sau, cổ huân nhi đột phá đến nguyên anh, liền đem chức gia chủ truyền cho cổ huân nhi. Nhẹ nhàng nâng bắt đầu nhỏ dài mà trắng nõn ngọc thủ. Cái kia mảnh khảnh trên ngón vô danh, mang một viên chiếc nhẫn màu đen đây là cổ huân nhi mấy ngày trước tiễn cho mình chính là gần nhất toàn bộ đại lục đều ở đây thảo luận thiên diễn tiểu linh thông khi thấy cổ huân nhi mua về hai quả thiên diễn tiểu linh thông phía sau cổ vân vận lúc đó cũng rất bất đắc dĩ từ năm ngoái chính mình mang theo chất nữ được mời đi trước thiên diễn thánh địa xem lễ thánh chủ lên ngôi đại điển vốn muốn là mang huân nhi xem xét các mặt của xã hội lại không nghĩ rằng huân nhi trực tiếp si mê cái kia vị thánh chủ sau khi trở về nhớ mãi không quên. Sở dĩ Huân Nhi đang nghe là thiên diễn thánh chủ tự mình thiết kế phía sau, chính là không chút do dự mua hai quả. Mình và Huân Nhi ngược lại là cũng thí nghiệm qua, nhẫn trong vòng trăm dặm hữu hiệu. Câu thông phản phất mặt đối mặt giao lưu một dạng, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Nhưng cổ vân vẫn dám khẳng định, đột phá vạn dặm phía sau tuyệt đối không có hiệu quả. Đừng nói gì đến xuyên thấu bí cảnh đoạn tuyệt hạ phẩm pháp khí tuyệt đối không thể nào làm được những thứ này công năng cổ vân vận không nghĩ ra vì thiên phú kinh người kia tuổi trẻ thánh chủ tại sao lại làm ra loại này làm trò hệ cho thiên hạ việt bất quá nàng cũng lười suy nghĩ nhiều những thứ này đều cùng cổ tộc không liên quan đến mình cổ vân vận dự định đi đón huân nhi mang theo huân nhi đi các nơi tiên thành phường thì nhìn một cái tìm xem linh cảm nhìn huân nhi ở đâu nàng điểm nhẹ ngón tay ngọc trong không khí hiện lên liên y. Bất quá sau một khắc, cổ vân vận chính là biến sắc. Chính mình tại huân nhi trên người từng lưu lại một đạo ấn ký. Trong vòng vạn dặm, đều có thể rất vui vẻ đáp lời huân nhi vị trí. Có thể mới vừa rồi thôi động bí pháp, lại không hề sở ra. Cái này không đúng kinh. Dù sao huân nhi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không có khả năng không trên một tiếng ly khai xa như vậy. Nàng lúc này xuất ra một viên ngọc bội. Đây là Thái Huyền Tông Đồng Tâm Ngọc Bội, giá cả cực kỳ sang quý. Hiệu quả lại là có thể ở trong trong vòng vạn dặm, cảm ứng được khác một viên ngọc bội chủ nhân đại khái trạng thái. Nếu như trong đó một cái bị bóp nát, khác một cái cũng sẽ đồng bộ vỡ vụn. Song phương đều có thể cảm ứng được lẫn nhau đại khái vị trí. Cổ vân vẫn nắm đồng tâm ngọc bội, muốn cảm ứng huân nhi trạng thái, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không có sở tra cổ vân vận nhãn thần biến đến băng lãnh nàng không chút do dự đem đồng tâm bóp vỡ ngọc bội nhưng mà vẫn không có phản ứng chút nào lần này cổ vân vận sắc mặt triệt để thay đổi huân nhi tuyệt đối không thể ly khai bên ngoài một triệu dặm sở dĩ bóp vỡ ngọc bội đều không có phản ứng điều này đại biểu huân nhi nếu không phải là tiếng nhập bí cảnh nếu không phải là bị một ít cường hãng trận pháp che đậy vô luận loại nào, đều đại biểu hung hiểm. Cổ vân vận trong nháy mắt bay lên trên cao, sát khí lăng nhiên. Cái kia nguyên anh kỳ khủng bố uy áp không kiên nể gì cả bộc phát ra, làm cho cả gia tộc người trong đều là một mảnh xôn xao. Không biết chuyện gì xảy ra. Huân nhi, ngươi đến cùng ở đâu? Cổ vân vận trong lòng vô cùng nóng nảy. Nàng lúc này, căn bản không lưu ý trong tay mang thiên diễn tiểu linh thông đó bất quá là xem huân nhi mặt mũi bên trên mới đưa cái này hạ phẩm pháp khí đeo trên tay mà thôi bây giờ ấn ký cùng đồng tâm ngọc bội đều bị che đậy hạ phẩm pháp khí thì có thể có ích lợi gì chỗ nhưng sau một khắc cổ vân vận biến sắc bởi vì trong tay nàng thiên diễn tiểu linh thông lại có động tĩnh số thứ tự người sử dụng đang ở thỉnh cầu thông tin xin hỏi có hay không chuyển được tu tiên giả trí nhớ đều rất tốt huống chi là nguyên anh cường giả. Cổ vân vận trên mặt vui vẻ. Bởi vì, này thông đồng tín hiệu mã, chính là cổ huân nhi dãy số. Ở nguyên anh bí pháp, đồng tâm ngọc bội cũng vô hiệu dưới tình huống. Huân nhi dĩ nhiên có thể đi qua thiên diễn tiểu linh thông liên hệ chính mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Ngươi làm sao có khả năng liên lạc với ngoại giới? nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Huân Nhi dĩ nhiên đi qua thiên diễn tiểu linh thông liên hệ mình. Cổ vân vận không kịp kinh ngạc, lập tức chuyển được. Thức hải bên trong truyền đến Huân Nhi thanh âm. Nghe rõ cổ Huân Nhi lời nói phía sau. Trong nháy mắt, cổ vân vận sát khí càng hơn, phản phất ngưng kết thành thực chất. Màu đỏ cung trang trên đều phản phất mang theo huyết sắc. Ở cái này kinh khủng dưới sự uy áp, trong tộc kim đang cảnh trở xuống tộc nhân, thậm chí đều không thể đứng lên ngăn chặn ta lập tức liền đến cổ vân vận lạnh trên một tiếng thời khắc này cổ vân vận đấy lòng ngoại trừ nổi giận còn có kinh ngạc huân nhi hoàn toàn chính xác bị người dùng đại trận vây khốn đoạn tuyệt ngoại giới toàn bộ dò xét vô luận là bí pháp của mình vẫn là thái huyền thánh địa đồng tâm ngọc bội đều bị cắt đứt nhưng cái này thiên diễn tiểu linh thông lại có thể bình thường thông tin không có bất kỳ ảnh hưởng. Điều này thật sự là kinh người. Thiên diễn các trong miệng thiên diễn tiểu linh thông công năng, vậy mà đều là thực sự. Đơn giản là bất khả tư nghị. Bất quá lúc này, cổ vân vận không kịp ngẫm nghĩ nữa những thứ này. Thân hình khẽ động, phản phất một đạo hỏa diễm. Mấy trăm dặm bầu trời đều bị ánh hồng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ cổ tộc tộc nhân đang nhìn bầu trời, đều là sờ không được đầu não. Tộc trưởng vì sao đột nhiên liền bạo nộ rồi. Vạn dặm yêu sơn ngoại vi. Cổ huân nhi mặt đẹp bên trên tràn đầy tức giận, linh động trong tròng mắt tràn đầy phẫn nộ. Phía trước. Nàng chịu đến một gã bàn hệ đường tỉ mời, đi trước vạn dặm yêu sơn săn bắn linh lộc, Lại không ngờ tới. Ở mới vừa rồi mới vừa bước vào nơi đây phía sau, liền bị đột nhiên dâng lên đại trận bao phủ. Mình bị đường tỷ bán đứng âm thầm thủ hộ chính mình kim đan trung kỳ tộc lão, càng là ở hai gã kim đan hậu kỳ địch nhân trong vây công vẫn lạc. Nàng căm tức nhìn trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Tề nhạc sơn, ngươi sao dám như vậy? Ngươi phần nham cốc là muốn cùng ta cổ tộc khai chiến sao? Bị kêu là tề nhạc sơn nam nhân trẻ tuổi quần áo áo bào trắng. Thèm thùng nhìn lấy cổ huân nhi vui vẻ kia dung nhang, còn có kia đôi thon dài đến tột đỉnh, có thể nói hoàng mỹ tạo vật căng mịn chân dài, mỉm cười. Khai chiến. Làm sao sẽ? Có ta phần nham cốc dị hỏa đại trận cắt đứt, coi như là hóa thần cảnh đều không thể nhận thấy được nơi đây chuyện gì xảy ra. Mà ta còn có một đạo bí pháp, có thể đem lòng ấn cùng ngươi thức hải dung hợp. Dung hợp sau đó, ngươi đem nhìn ta là chủ, kính dân ngươi toàn bộ. Cô cô của ngươi, sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nghe tề nhạc sơn lời nói, cổ huân nhi mặt tái nhật bị ổi. Lúc này, cổ Huân Nhi chỉ nói tính ra một câu nói này tới. Tề Nhạc Sơn không thèm để ý chút nào. Ai bảo Huân Nhi ngươi hoàng mỹ như vậy, nhưng không cho ta chút nào cơ hội. Huống hồ, chỉ cần cầm xuống ngươi, chẳng khác nào chiếm được cổ tộc dòng chính truyền thừa luyện khí pháp, ta phần nham cốc đem tiến hơn một bước. Như vậy một lần hành động đoạt được chuyện tốt, bị mắng vài câu vô sĩ thì như thế nào? Tương lai, ta càng phải dựa vào ngươi chiếm đoạt cổ tộc chỉ cần chiếm đoạt rồi ngươi cổ tộc ta phần nham cốc ở luyện khí lĩnh vực đem đăng phong tạo cực chiếm giữ sở hữu tiên thành thị trường thu được tài nguyên khổng lồ tương lai tấn thăng làm đệ ngũ thánh địa cũng không phải là không thể tề nhạc sơn giả tâm bừng bừng cổ huân nhi trong lòng một lăng tề nhạc sơn là phần nham cốc cốc chủ nhi tử nhưng nếu như không có phần nham cốc cốc chủ bày mưu đặc kế Tề Nhạc Sơn tuyệt đối điều động không được hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão. Sở dĩ. Phần nham cốc cốc chủ khẳng định cũng tham dự. Vừa suy nghĩ lấy, cổ huân nhi một bên yên lặng muốn bóp nát đồng tâm ngọc bội, muốn báo cho cô cô. Nhưng mà Tề Nhạc Sơn đã sớm phát hiện. Nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản dự định. Huân nhi ngươi khỏi cần phí sức lực. Ở nơi này dị hỏa trong đại trận, cái gì đồng tâm ngọc bội đều vô dụng ngươi thông báo không được ngươi cô cô. Cổ Huân Nhi không tin, bóp chặt lấy. Nhưng mà không phản ứng chút nào. Điều này làm cho Cổ Huân Nhi trong lòng chợt lạnh. Tề nhạc sơn nhìn lấy ngọc bội mảnh vỡ, một tiếng cười nhạt. Huân Nhi, chờ ta ngưng tụ hảo tâm ấn, ngươi liền là của ta, tuy là ngươi đến lúc đó sẽ phụng ta làm chủ, nhưng ta sẽ đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng, cho rằng đạo lữ. Ai bảo ta thích ngươi ni? Nói xong, tề nhạc sơn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngưng tụ tâm ấn cổ huân nhi vừa nghĩ tới cái kia kết cục chính là sắc mặt trắng bệch ngươi không xứng ta thà rằng chết cũng sẽ không đi cùng với ngươi càng chưa nói bị ngươi thao túng thiên diễn thánh địa thánh chủ mới là ý trung nhân của ta cùng thánh chủ so với ngươi liền như cùng ven đường rác rưởi ác tâm tột cùng ngươi mãi mãi cũng đừng muốn lấy được ta cổ huân nhi muốn tự sát Bất quá ở hai cái kim đang hậu kỳ cường giả trước mặt, chính là trúc cơ hậu kỳ cổ huân nhi nào có tự sát khả năng. Trong nháy mắt liền bị áp chế, cũng không còn cách nào điều động trong cơ thể linh khí. Mà tệ nhạc sơn nghe vậy, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn tệ nhạc sơn cũng là thiên kiêu. Bất quá 40 tuổi liền đột phá kim đan cảnh. Tuyệt đối là nhiệm kỳ kế phần nham cốc cốc chủ. Có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu nhưng mà Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, đem đại duyện châu toàn bộ thiên tài quan mang đều che đậy. 37 tuổi thánh địa chi chủ, trên đời hiếm thấy. Mà chính mình coi trọng nữ nhân, dĩ nhiên cũng bị Diệp Thần thuyết phục. Tình nguyện chết cũng không muốn đi cùng với chính mình. Đây càng làm cho tâm hắn hình thái vặn vẹo. Tề nhạc sơn lạnh trên một tiếng, trong tay tốc độ kết ấn, không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn dịp thần bất quá là vận khí tốt mà thôi có thánh địa tài nguyên, trước một đời thánh địa chi chủ càng là hắn sư tôn. Nếu là không có những thứ này, ta tất nhiên mạnh hơn hắn. Hắn đường đường thánh địa chi chủ, dĩ nhiên thiết kế cái gì hạ phẩm pháp khí, thật sự là làm trò hệ cho thiên hạ, có thể thấy được hắn ngoại trừ tu luyện, cái gì cũng sai. Nếu không phải là một mực tại thánh địa tu luyện, phỏng chừng đã sớm chết non. Tề nhạc sơn trong giọng nói tràn đầy đố kỵ. Nhưng mà cổ huân nhiên nghe vậy, cũng là cúi đầu nhìn về phía trong tay thiên diễn tiểu linh thông. Tề nhạc sơn cũng nhìn thấy cổ huân nhi trong tay thiên diễn tiểu linh thông, sắc mặt biến đến càng khó coi. Thật là có ngốc tử hoa trung phẩm linh thạch mua đề dài pháp khí. Ngươi thật đúng là đối với hắn mê. Bất quá không quan hệ, rất nhanh, trong lòng của ngươi cũng chỉ có ta. Tề nhạc sơn không lên tiếng nữa, chuyên tầm kết xuất tim của mình ấn. Ai cũng không để ý cổ huân nhi trong tay thiên diễn tiểu linh thông dù sao dị hỏa đại trận liền thái huyền thánh địa đồng tâm ngọc bội đều có thể cắt đứt. Huống chi là hạ phẩm pháp khí. Căn bản không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng cổ huân nhi nhưng là đối với thiên diễn tiểu linh thông tràn đầy lòng tin. Phía trước chỉ là đã quên. Bây giờ lập tức nếm thử, bấm cô cô thông tin ID. Giờ khắc này, cổ huân nhi trong lòng cũng là tâm thần bất định vạn phần. Nàng cảm thấy, dịp thần thánh chủ như vậy thiên kiêu chắc chắn sẽ không gạt người hắn tự mình thiết kế ra đồ vật tuyệt đối hữu hiệu giống như thánh chủ như vậy anh tuấn tiêu sái nam nhân tuyệt đối sẽ không gạt người sau một khắc thông tin xin đường dây được nối cổ huân nhi trong đầu xuất hiện cô cô thanh âm quả nhiên có thể dùng cổ huân nhi kinh hỷ vạn phần lập tức dùng thần thức đem phương vị của mình cùng tao ngộ thông báo cô cô giờ khắc này. Cổ huân nhi triệt để yên lòng. Vạn dặm yêu sơn khoảng cách cổ tộc tộc địa chỉ có hơn 8 ngàn bên trong. Cô cô thân là nguyên anh trung kỳ cường giả toàn lực chạy tới, không cần mấy hơi thở. Diệp thánh chủ thực sự quá lợi hại rồi. Thiết kế ra đồ vật, quả nhiên không giống tầm thường. Không hổ là thời đại này sáng chói nhất thiên kiêu. Cổ huân nhi đối với chỉ gặp qua một lần dịp thần, càng thêm si mê mấy cái hô hấp phía sau tề nhạc sơn kết ấn hoàn thành hắn thèm thuồng nhìn lấy cổ huân nhi huân nhi từ nay về sau ngươi liền là của ta sau một khắc hắn chính là hướng về phía hai vị phần nham cốc kim đang hậu kỳ trưởng lão mở miệng hai vị trưởng lão cũng xin giúp ta mở ra huân nhi thức hải hai người lúc này gật đầu liền muốn xuất thủ mà tề nhạc sơn tay nâng tâm ấn tầm hoa nộ phóng hết thảy đều là thuận lợi như vậy cổ huân nhi lập tức là của mình tương lai toàn bộ cổ tộc đều là mình thậm chí là cái kia vị cổ tộc gia chủ nghĩ đến cái kia vị nguyên anh gia chủ tuyệt mỹ dáng người tề nhạc sơn trong lòng hừng hực tương lai nhất định phải đem cô cháu hai người toàn bộ đạt được hầu hạ ở bên cạnh mình nhưng mà sau một khắc hai gã kim đan hậu kỳ trưởng lão hoảng sợ trận to hai mắt chưa từng chờ bọn hắn mở miệng. Oanh! Một trận đất trung núi chuyển truyền đến. Có thể gánh nguyên anh cảnh một kích dị hỏa đại trận, ầm ầm vỡ nát. Tề nhạc sơn không dám tin nhìn lên trên bầu trời cái kia tắm vô tận biển lửa hồng bào cung trang mỹ phụ, kinh hải vạn phần. Làm sao có khả năng? Cổ vân vận, làm sao sẽ tự mình chạy đến? Chính mình rõ ràng chuẩn bị vạn vô nhất thất, nàng làm sao phát hiện? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Cổ gia lão tổ khiếp sợ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đất trung núi chuyển, dị hỏa đại trận trong nháy mắt bị phá. Nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia đắm chìm trong trong biển lửa cung trang mỹ phụ. Hai gã kim đang hậu kỳ trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng mà chạy đi đâu được? Cổ vân vận điểm nhẹ một chỉ, sau lưng biển lửa bay ra hai con hỏa phượng. Một tiếng khinh minh, đem hai gã kim đan hậu kỳ trưởng lão bao phủ. Hai vị kim đan hậu kỳ cường giả, liền như vậy liền âm thanh đều không phát ra được, liền trực tiếp vẫn lạc. Hai cốt không còn. Sau một khắc, cổ vân vận lạnh lùng quét mắt tề nhạc sơn. Ở nguyên anh cường giả dưới sự uy áp, tề nhạc sơn nâm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệt, lúc này quỳ xuống. Hắn nhớ không thông chính mình rõ ràng làm xong rồi vạn vô nhất thất. Cổ Huân Nhi căn bản không khả năng liên hệ được với cổ vân vận. Nàng sao nhanh như vậy đến? Trước mặt hắn cổ Huân Nhi khinh thường quét mắt tề nhạc sơn. Có phải hay không không nghĩ ra ở dị hỏa đại trận cắt đứt dưới tình huống, đồng tâm ngọc bội đều bị cắt đứt, ta là như thế nào thông báo cô cô? Tề nhạc sơn lập tức nhìn về phía cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi linh động trong con ngươi lóe ánh sáng, dơ lên ngọc thủ, coi như trân bảo vuốt ve thiên diễn tiểu linh thông. Diệp thần thánh chủ tự mình sáng tạo pháp khí, liền bí cảnh các đức cũng có thể mặc xuyên thấu qua, các ngươi phần nham cốc đại trận làm sao có thể đủ ngăn lại. Loại người như ngươi mù làm người, sao rõ ràng bạch diệp thánh chủ vĩ đại. Tề nhạc sơn mở to hai mắt nhìn. Thiên diễn tiểu linh thông công năng dĩ nhiên là thực sự. Làm cho cổ huân nhi xuyên thấu dị hỏa đại trận phong ấn, có liên lạc cổ vân vận nhưng điều này sao có thể đây chẳng qua là hạ phẩm pháp khí a tề nhạc sơn lúc này hoài nghi nhân sinh trên bầu trời cổ vân vận lạnh trên một tiếng một gã vẻ mặt hoảng sợ nữ tử chính là thân bất do kỹ lơ lửng cấu kết ngoại nhân bán đứng tộc nhân nên trảm sau một khắc nữ tử trực tiếp bị biển lửa bao phủ cái kia nữ nhân chính là cổ huân nhi đường tỷ dụ dỗ cổ huân nhi đến tận đây. Tề nhạc sơn lập tức quỳ trên đất. Cổ tiền bối, là ta sai rồi, ta phận nham cốc tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Ta là cốc chủ thân nhi tử, niệm tình ta chưa từng chân chính thương tổn đến huân nhi, xin tiền bối lưu ta một mạng. Cổ vân vận khuôn mặt bình tĩnh. Nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Một đạo huyễn lệ hỏa diễm hoa sen, hướng về tề nhạc sơn thôn phệ mà đi cái kia nhiệt độ kinh khủng làm cho hư không đều biến đến huyễn diệt tề nhạc sơn tâm như trâu nguội nhưng vào thời khắc này một cái đại thủ từ trong hư không lộ ra cũng xin cổ đạo hữu dơ cao đánh khẽ khuyển tử phạm sai lầm ta phần nham cốc sau đó sẽ cho cùng đạo hữu hài lòng bồi thường đại thủ đem hoa sen trực tiếp ngăn trở lập tức một đạo áo xanh thân ảnh hiện lên vung tay lên liền muốn mang đi tề nhạc sơn Người tới chính là phần nhàm cốc cốc chủ. Cổ vân vận sắc mặt băng hàng. Tề nhạc sơn dám ra tay với huân nhi, muốn nói phía sau không có vị này cốc chủ bày mưu đặc kế, tuyệt đối không thể. Lúc này chuyện xảy ra, còn muốn mang đi tề nhạc sơn. Sau một khắc, cổ vân vận không nói được lời nào, bật hết hỏa lực. Vô tận hỏa diễm hoa sen từ sau lưng hiện lên, đánh phía phần nham cốc cốc chủ. Cốc chủ biến sắc, đánh ra rực rỡ thần quan ngăn cản. Mà cổ vân vận cũng là thân hình lóe lên. Sau một khắc liền là xuất hiện ở tề nhạc sơn trước người, một chưởng đánh ra. Tề nhạc sơn tuyệt cảnh phùng sinh, còn không tới kịp mừng rỡ, liền ở nơi này một chưởng trước mặt một lần nữa tuyệt vọng. Phanh Tề nhạc sơn thậm chí không kịp cầu xin tha thứ, liền hóa thành một đoạn huyết vụ. Hình thần câu diệt Ngươi sao dám? phần nham cốc cốc chủ hai mắt tinh hồng. Cổ vân vận cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy cười nhạt. Ta sao dám? Ngươi phần nham cốc dám ra tay với huân nhi, ta có sao không dám? Ta cổ tộc, hôm nay liền cùng ngươi phần nham cốc khai chiến, không chết không ngớt. Phần nham cốc cũng là một lưu thế lực. Phần nham cốc cốc chủ đồng dạng là nguyên anh trung kỳ. Nhưng là nghe được cổ vân vận lời nói, hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát người nữ nhân này đơn giản là điên cuồng cái này liền muốn không chết không ngớt do dự một chút phần nham cốc cốc chủ lạnh trên một tiếng cổ huân nhi vô sự con ta cũng đã vẫn lạc việc này đến đây thì thôi tuy là tề nhạc sơn là hắn có thiên phú nhất nhi tử nhưng là không phải là không có khác con nối dòng lúc đó cùng cổ tộc khai chiến cái được không bù đắp đủ cái mất nói xong xoay người rời đi Cổ Vân Vận lạnh lùng nhìn lấy phần nham cốc cốc chủ rời đi, phía sau còn che chở Cổ Huân Nhi, bất tiện đại chiến. Sở Dĩ vẫn chưa xuất thủ. Nhưng đến đây thì thôi. Làm sao có khả năng? Cổ Vân Vận mang theo Cổ Huân Nhi trở lại Cổ tộc. Lập tức liền triệu tập toàn bộ bộ trưởng lão. Thậm chí ngay cả Cổ gia lão tổ đều bị kinh động, xuất quan mà đến. Mà trước mặt mọi người người biết Cổ Huân Nhi tao ngộ phía sau đều là giận không kềm được phần nham cốc cũng là đại diện châu một lưu thế lực. Càng là một nhà dốc lòng luyện khí thực lực. Cổ tộc cùng phần nham cốc ở luyện khí lĩnh vực, vẫn cạnh tranh. Quan hệ vốn là cực kém. Cái kia dị hỏa đại trận có thể cắt đứt toàn bộ thông tin thủ đoạn, huân nhi ngươi là như thế nào liên lạc với vân vận. Lão Tổ Hiếu Kỳ mở miệng. Cổ huân nhi nghe vậy, giơ tay lên phô bày một cái thiên diễn tiểu linh thông. Lão Tổ chưa thấy qua, tràn đầy hiếu kỳ. Còn lại các trưởng lão lại tất cả giật mình. Bọn họ tuy là không có mua, nhưng cơ bản đều thấy qua. Vật ấy dĩ nhiên có thể xuyên thấu dị hỏa đại trận các đức thông tin. Điều này sao có thể? Nhận thấy được lão tổ khó hiểu, cổ vân vận mở miệng giới thiệu. Lão tổ, vật ấy chính là thiên diễn thánh địa gần nhất đối ngoại mua bán thiên diễn tiểu linh thông. Nói là có thể ở tu tiên giới tùy ý địa điểm lẫn nhau thông tin, đồng thời không nhìn toàn bộ các đức ta cũng vốn tưởng rằng không có khả năng. Nhưng Huân Nhi bị vây ở dị hỏa đại trận lúc, vô luận là đồng tâm ngọc bội vẫn là của ta bí pháp đều bị cắt đứt, thiên diễn tiểu linh thông lại có thể sử dụng bình thường. Cổ tộc lão tổ cũng là luyện khí tông sư. Nghe vậy kinh ngạc không thôi, lập tức muốn điều tra một phen. Cổ Huân Nhi không bỏ được lấy xuống cho lão tổ. Cổ vân vận cười cười, đem thiên diễn tiểu linh thông đưa cho lão tổ. Lão tổ tinh tế cảm ngộ đích xác chỉ là hà phẩm pháp khí trận văn cũng đơn giản như vậy không nên có như vậy công năng không đúng phía trên này có con dấu đặc thù phản phất liên tiếp cái gì cái này thiên diễn tiểu linh thông bản thân không có lớn như vậy công năng là cùng nó liên tiếp thần vật giao phó thiên diễn tiểu linh thông công năng thật sự là thú vị hà phẩm pháp khí lại vẫn có thể làm như vậy thật không biết là bực nào thiên tài mới có như vậy thiên mã hành không ý tưởng cổ tộc lão tổ sống rồi hơn 600 năm, cả đời thấm nhuận luyện khí, nhìn thấu rất nhiều thứ. Rất nhiều trưởng lão nghe, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phía trước còn trào tiếu thiên diễn tiểu linh thông. Lại không nghĩ rằng là mình nhãn lực quá kém. Đây chính là liền lão tổ đều gọi khen đồ vật. Mà cổ huân nhi nghe vậy, lập tức hưng phấn mở miệng. Đây chính là dịp thần thánh chủ sáng tạo. Nghe được dịp thần bị người khen. Cổ Huân Nhi so với mình được khen còn muốn hưng phấn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Chính là hạ phẩm pháp khí, mua cho ta. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cổ vân vận có thể tự động không nhìn chính mình cái kia vừa nghe đến dịp thần tên liền phạm mê gái chất nữ. Thiên diễn tiểu linh thông công hiệu vượt qua tưởng tượng, có không có gì sánh kịp thông tin năng lực. Ta cho rằng, nên cho trong tộc trưởng lão, Chấp sự, còn có trọng yếu tộc nhân đều phân phối vật ấy, thuận tiện thông tin. Có thiên diễn tiểu linh thông, trong tộc có bất kỳ dị biến, các trưởng lão đều có thể lập tức đến xử lý thông tin. Tộc nhân nếu như gặp phải hung hiểm, cũng có thể lập tức thông báo trong tộc, thỉnh cầu trợ giúp. Chớ đừng nhắc tới ta cổ tộc ở các nơi cửa hàng sản nghiệp, nếu như có vấn đề gì, trong tộc đều có thể lập tức nhận được tin tức. Thiên diễn tiểu linh thông diệu dụng vô cùng đối với bất luận cái gì thế lực lớn mà nói đều có không có gì sánh kịp chỗ tốt cổ vân vận nhãn quan lâu dài phía trước ở phát hiện thiên diễn tiểu linh thông thật sự hữu hiệu lúc nàng thì có rất nhiều thiết tưởng bây giờ chính thức đưa ra trưởng lão và lão tổ nghe vậy đều là gật đầu cổ tộc lão tổ càng là mở miệng vật này xác thực thần kỳ ta sau đó dự định đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên một ngày tại ngoại bế quan không biết thời đại thực sự không yên lòng gia tộc có cái này thiên diễn tiểu linh thông tùy thời có thể đạt được gia tộc tin tức ta ngược lại thật ra có thể yên lòng còn lại trưởng lão tự nhiên càng không có ý kiến xem đám người đồng ý cổ vân vận suy tư một chút vậy trước tiên mua năm nghìn tính rồi mua trước một nghìn miếng cho trọng yếu thành viên gia tộc phân phối lão tổ lắc đầu ta cổ tộc tộc nhân tiếp cận năm chục ngàn chỉ mua một nghìn miếng làm sao đủ dùng trực tiếp một người một viên không phải vậy làm cho ngoại nhân biết còn cho là chúng ta cổ tộc mua không nổi đâu cổ vân vận khóe miệng co quắp một cái do dự mở miệng lão tổ thiên diễn tiểu linh thông có điểm đắt mua trước một nghìn miếng a lão tổ bất mãn cái này hạ phẩm pháp khí có thần hiệu như thế khẳng định đắt nhưng cuối cùng là hạ phẩm pháp khí chết no cũng liền mười viên hạ phẩm linh thạch ta cổ tộc còn ra không lên sao? Cổ vân vận nhỏ giọng nhắc nhở. Lão tổ, thiên diễn tiểu linh thông giá cả, là một viên trung phẩm linh thạch một viên. Cái gì? Một viên trung phẩm linh thạch. Lão tổ kinh ngạc. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới ngọt nói tiểu linh thông công hiệu, lại trầm mặt. Thần kỳ như vậy pháp khí, so với thái huyền thánh địa đồng tâm ngọc bội linh khí hiệu quả tốt bên trên vô số lần bán một viên trung phẩm linh thạch chẳng những không mắc, ngược lại có thể nói là tương đương tiện nghi. bất quá mua năm chục ngàn miếng gì gì đó, coi như xong đi. làm chính mình chưa nói, cổ tộc không phải không ra nổi, nhưng tiêu dùng quá lớn. dù sao cổ tộc tiền kiếm được, muốn cung phụng trưởng lão, còn muốn chiếu cố cả gia tộc, chính mình càng là đang nhìn trọng hóa thần cảnh giới, cần đại lượng tài nguyên chống đỡ. sở dĩ lão tổ khoát tay áo tính rồi, chỉ cho gia tộc hạch tâm cùng thiên tài phân phối, những người khác đều chính mình nỗ lực đi. Mấy năm nay tộc nhân đều an nhàn phế đi. Một đời không bằng một đời, làm cho bọn họ tự nghĩ biện pháp kiếm tiền mua, ma luyện một phen. Lão tổ đau lòng linh thạch gián dấp, làm cho cổ huân nhi cười trộm. Cổ vân vận trừng cổ huân nhi liếc mắt, sau đó nhìn đám người, tàn khốc nói đến. Thiên diễn tiểu linh thông ta về sau liền phái người đi mua kế tiếp chính là phần nham cốc Việt. Phần nham cốc vẫn mơ ước ta cổ tộc luyện khí truyền thừa, mấy năm nay động tác không ngừng. Lần này càng là dám ra tay với Huân Nhi. Ta cổ tộc, muốn hướng phần nham cốc khai chiến. Nói xong lời cuối cùng, khí sơ sát tiêu điều sôi trào. Lão tổ lúc này gật đầu. Dết. Nhất định phải cho phần nham cốc một bài học, bằng không về sau chẳng phải là ai cũng dám đối với ta cổ tộc người xuất thủ mà còn lại trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí. Ở đoàn kết về điểm này, dòng họ muốn sau môn phái thế lực càng thêm đồng lòng. Lúc này, cổ tộc lôi lệ phong hành. Đối với phần nham cốc, chính thức tuyên chiến. Bất quá trước khi động thủ, cổ vân vận phân phối đại lượng linh thạch, giao cho cho rằng trưởng lão. Phái trưởng lão đi trước đại ấn thành thiên diễn cát, mua nhiều thiên diễn tiểu linh thông. Khai chiến trước liền phân phối tốt thiên diễn tiểu linh thông tương lai lúc tác chiến, thông tin liền sẽ không gì sánh được thuận tiện. Vô luận là phân phối trong tộc cường giả mai phục, vẫn có còn lại mệnh lệnh, đều có thể nhanh hơn hạ đạt. Như vậy ưu thế. Đối với chiến trường cách cục đem mang đến long trời lỡ đất chỗ tốt. Cổ tộc cùng phần nhằm cốc khai chiến. Tin tức này, tự như gió lốc truyền khắp toàn bộ đại duyện châu. Tu tiên giới cho tới nay cũng không tính là an ổn. Phân tranh không ngừng nhất lưu thế lực lớn càng là tranh đấu gây gắt không ngừng. Coi như là cao cao tại thượng thánh địa cũng vô pháp ngoại lệ. Bất quá đại thể đều là tiểu đã tiểu nháo lẫn nhau thăm dò. Như cổ tộc cùng phần nham cốc như vậy toàn lực khai chiến, cũng là hồi lâu không có. Phần nham cốc có người nói một ngày bỏ mình ba vị kim đang trưởng lão, tổn thất nặng nề. Phần nham cốc ở Tây Châu Mỏ Huyền Kim cũng bị cổ tộc tấn công, trú đóng kim đang trưởng lão trước giờ đào tẩu, Mỏ huyền kim đã bị cổ tộc nắm trong tay Cổ tộc gia chủ cổ vân vận Cùng phần nham cốc cốc chủ đại chiến một trận Phần nham cốc cốc chủ bị thua chạy về tông môn Có người nói bị nội thương Cổ tộc liền thái thượng trưởng lão đều đi ra rồi Thoạt nhìn lên thật là muốn không chết không ngớt Phần nham cốc đến cùng làm cái gì Chọc cho cổ tộc liều mạng như vậy Tình hình chiến đấu quá kịch liệt Nghe được người đều kinh ngạc Hai nhà đây là không chết không thôi nhịp điệu A à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, có tin tức truyền đến. Phần nham cốc cốc chủ nhi tử, tên kia ở đại viện Châu Khá có danh tiếng thiên kiêu tề nhạc sơn, mờ ước cổ tộc tộc, tộc trưởng chất nữ cổ Huân Nhi. Đem dụ dỗ đến dị hỏa trong đại trận, muốn hạ thủ. Cuối cùng trước mắt, chủ nhà họ cổ chạy tới, cứu cổ Huân Nhi. Một cái tác đập chết tề nhạc sơn. Nhưng cũng không hiểu khí, lúc đó khai chiến đám người nghe nói sự tình ngọn nguồn đều là bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế không ít nguyên bản mến mộ tề nhạc sơn nữ tu đều là phỉ nhổ không ngớt mặc kệ ở thế giới nào dùng sức mạnh vội và thủ đoạn đạt được nữ nhân nam nhân đều sẽ bị người khinh bỉ bất quá cũng có người hiếu kỳ cái kia dị hỏa đại trận chính là phần nham cốc đỉnh cấp trận pháp Các đức toàn bộ liền thái huyền thánh địa đồng tâm ngọc bội cũng vô dụng chủ nhà họ cổ là như thế nào nhận được tin tức, đi trước cứu viện. Đúng vậy. Phần nham cốc thành tựu đỉnh cấp thế lực. Dị hỏa đại trận càng là uy danh hiển hách. Cổ huân nhi một cái trúc cơ hậu kỳ, là như thế nào ở dị hỏa trong đại trận liên lạc với chủ nhà họ cổ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Bất khả tư nghị tiểu linh thông Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tu tiên giả thảo luận hai đại một lưu thế lực lúc khai chiến. Đối với cổ huân nhi như thế nào liên lạc với gia chủ cầu cứu, vô cùng hiếu kỳ. Cổ tộc cũng là luyện khí thế gia. Xuất phẩm pháp khí bảo khí đều là hiệu quả cực tốt. Chẳng lẽ là trong cổ tộc bộ phận làm ra khỏi đặc thù gì thông tin bảo vật? Nếu như là thực sự, bọn họ cũng muốn đi mua một bộ qua đây. Dù sao tu tiên giới vô cùng nguy hiểm, ai đều không biết biết xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn nếu là có thể tùy thời liên hệ trưởng bối cầu viện tuyệt đối là đại đa số người tha thiết ước mơ tốt sự tình là dựa vào lấy thiên diễn thánh địa xuất phẩm thiên diễn tiểu linh thông liên lạc ở vô số người suy đoán lúc có người nói ra khỏi chân tướng nhưng mà nói ra loại này ngôn luận nhân lúc này nên đón trào phúng đùa gì thế đồng tâm ngọc bội ở dị hỏa trong đại trận đều không hữu dụng thiên diễn tiểu linh thông cái kia hạ phẩm pháp khí làm sao có khả năng hữu hiệu. Căn bản không người tin. Nhưng mà lại có người lời thề son sắc mở miệng. Là thật. Cái kia cổ huân nhi chính là đi qua thiên diễn tiểu linh thông cùng chủ nhà họ cổ thông tin thành công, mới, chỉ có, đúng lúc đạt được cứu viện. Ta cùng với cổ gia một vị trưởng lão là hảo hữu chí giao. Đối phương nói cho ta biết. Nói là thiên diễn tiểu linh thông công năng vẫn chưa khuếch đại, đừng nói là dị hỏa đại trận, coi như là thân ở bí cảnh chỉ có thể đều có thể cùng ngoại giới thông tin. Hơn nữa bắt đầu giao lưu phá lệ thuận tiện, phản phất mặt đối mặt một dạng, so với cái dị truyền tinh phù, động tâm ngọc bội dùng tốt nhiều lắm. Nói đến đây, người nọ dừng lại một chút. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, cổ huân nhi bị tập kích sau đó, cổ gia trực tiếp ở đại ấn thành thiên diễn các mua sắm một nghìn miếng tiểu linh thông giới chỉ. Cho trưởng lão trong tộc chấp sự, còn có hạch tâm tộc nhân toàn bộ trang bị một viên thiên diễn tiểu linh thông đơn giản là quá dễ dàng tin tức truyền lại đứng lên căn bản không có lùi lại các ngươi xem lần này cổ tộc cùng phần nham cốc đại chiến phần nham cốc vẫn nằm ở bị đánh tình trạng hai nhà thực lực kỳ thực không kém nhiều đều là đỉnh cấp một lưu thế lực nhưng đánh nhau luôn là cổ tộc người bên kia nhiều tiếp viện nhanh vì sao cũng là bởi vì cổ tộc trang bị thiên diễn tiểu linh thông một ngày phát hiện địch nhân tin tức trực tiếp truyền lại sở dĩ mấy lần trong đụng chạm cổ tộc cường giả luôn là tới nhanh hơn phần nham cốc đánh bị khuất không gì sánh được liên tục bại lui phần nham cốc chịu thiệt liền chịu thiệt ở trên mặt này vừa nói như vậy mọi người nhất thời suy nghĩ sâu xa đứng lên hoàn toàn chính xác phần nham cốc cùng cổ tộc đều là một lưu thế lực thực lực không kém nhiều nhưng lần này đột nhiên đánh nhau phần nham cốc nhưng vẫn nằm ở bị động bị đánh trạng thái luôn là bị mai phục đám người nguyên bản vẫn còn ở hoang mang chẳng lẽ là phần nham cốc mấy năm nay yên lặng suy sụp bây giờ nghe người ta nói như vậy cũng là hiện ra hợp lý cái này thiên diễn tiểu linh thông dĩ nhiên thật sự hữu hiệu quả thiên diễn các chấp sự dĩ nhiên không có gạt người ta hay là không tin hạ phẩm pháp khí làm sao có khả năng có hiệu quả như thế, người sẽ không phải là nâng A. À. Đích xác bất khả tư nghị, nhưng cổ tộc cùng phần nham cốc khai chiến một ngày trước, ta đích xác chứng kiến cổ tộc trưởng lão thoáng cái mua một nghìn miếng thiên diễn tiểu linh thông. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là cổ tộc lấy lòng thiên diễn thánh địa, bây giờ xem ra, thiên diễn tiểu linh thông có lẽ thật hữu dụng. Đích xác, cổ tộc nhưng là một lưu thế lực, hơn nữa cũng là luyện khí thánh địa. Bọn họ cam lòng cho mua sắm một viên trung phẩm linh thạch hạ phẩm pháp khí, đã nói lên thiên diễn tiểu linh thông tất nhiên có giá trị của hắn. Sở dĩ thiên diễn tiểu linh thông là thật. Nếu như là thực sự, coi như một viên thượng phẩm linh thạch giá ta cũng muốn đi mua, tùy thời đều có thể liên hệ gia tộc trưởng thế hệ, an toàn tính tăng nhiều, đi ra khỏi nhà, cũng không tiếp tục sợ bị cừu nhân mai phục. Ta cũng đi nhìn, ta và sư tỷ tình đầu ý hợp, bây giờ lại mỗi người một nơi nếu là thật, ta trực tiếp mua hai quả, đưa cho sư tỷ một viên, tùy thời có thể liên hệ. Truyền tin phù chân quá chậm, hơn nữa thường thường ném tin tức. Đi, chúng ta đi nhìn. Cổ huân nhi dựa vào thiên diễn tiểu linh thông thông báo trưởng bối, cứu chính mình. Còn có cổ tộc dựa vào thiên diễn tiểu linh thông, khắp nơi làm cho phần nhàm cốc biết hai cái tin tức. Theo hai thế lực lớn khai chiến. Rất nhanh liền truyền khắp mỗi cái tiên thành lớn. Vô số tu tiên giả kinh ngạc vô cùng thảo luận. Tiêu Huân Nhi dựa vào thiên diễn tiểu linh thông được cứu tin tức, đối với phổ thông tu tiên giả xúc động rất lớn. Tu tiên giới cũng không an toàn. Dù sao cá nhân vĩ lực tối cao, mặc dù ngươi là đại tông môn đệ tử, nếu là ở địa phương không người bị giết, cũng không làm nên chuyện gì. Có không ít tán tu cường giả, liền chuyên môn làm loại chuyện như vậy. Cướp đoạt tài nguyên, không cần biết ngươi là cái gì đại nhân vật con nối dòng đệ tử hay hoặc là thân phận làm sao không một dạng dù sao lén xử lý ngươi tin tức không bị truyền đi người đó biết là ai làm sở dĩ mặc dù là đại tông môn đệ tử xuất ngoại làm nhiệm vụ cũng rất cẩn thận không để ý sẽ lật xe nếu như thiên diễn tiểu linh thông công năng là thật kẻ ra tay kia sẽ kiên kỵ dù sao thông tin không cách nào cắt đứt mình giết người, đối phương trưởng bối biết là chính mình. Luôn luôn phương pháp có thể tìm tới. Càng chưa nói thế lực lớn, thủ đoạn hàng vạn hàng nghìn, phụ thuộc thế lực vô số. Tìm người thật không khó. Thoáng cái, vô số người động lòng. Mà tán tu càng thêm tâm động. Dù sao tán tu sinh tồn tình trạng càng thêm nguy hiểm. Nếu như có thể tùy thời liên lạc bạn thân, an toàn tính tăng nhiều. Dưới loại tình huống này vô số tu hành giả, lập tức đi trước thiên diễn các. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 20 Phát hỏa, thực sự phát hỏa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đại Ấn Thành Có tu hành giả tự tu luyện trung tỉnh lại, dự định mua sắm một nhóm đang dược. Bất quá khi hắn đi tới trong phường thị, chứng kiến thiên diễn các gián dấp, một trận mộng bức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên diễn các trước cửa có thể giăng lưới bắt chim bởi vì ngoài giới lời đồn đãi thiên diễn các còn lại sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất nhiều khách quen cũ cũng không muốn tới mà ở ngày hôm nay nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim thiên diễn các vô cùng náo nhiệt một gã danh tu hành giả khắp khuôn mặt là mong đợi biểu tình vây quanh ở trước cửa có thiên diễn các chấp sự đang không ngừng duy trì trật tự làm cho đám người xếp hàng toàn bộ đội ngũ dài không gì sánh được. Xem ở cái kia nhanh chóng xếp hàng nhai khẩu hàng dài, trong đó có luyện khí, có trúc cơ, thậm chí còn có kim đang cường giả trầm rộ. Sở hữu người qua đường đều là mộng bức không gì sánh được. Có người chứng kiến trong đội ngũ có người quen, vội vàng tiến tới. Đạo huynh, các ngươi đang làm gì, chẳng lẽ thiên diễn các tiên đạo dịp lại khôi phục cung ứng? Nghe vậy, người nọ nhất thời lắc đầu. Nơi nào là tiên đạo dịp A, là thiên diễn tiểu linh thông đến mua thiên diễn tiểu linh thông quá nhiều người đều sắp xếp tới nơi này người qua đường càng mộng ép thiên diễn tiểu linh thông đó không phải là tiêu chuẩn chỉ số ai quy thuế sao tiêu chuẩn cậu cũng không mua càng làm cho thiên diễn thánh địa sắp trở thành trò cười hạ phẩm pháp khí dĩ nhiên có nhiều người như vậy xếp hàng mua đám người kia là điên rồi sao nhiều tiền không có chỗ xài tên kia đạo hữu xem bộ dáng của hắn nhất thời nói ra thiên diễn tiểu linh thông công năng đều là thật bác đại gia tộc một trong cổ tộc ngươi biết chưa cho sở hữu trưởng lão chấp sự đều trang bị một viên cổ tộc cùng phần nham cốc đại chiến chủ yếu nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì thiên diễn tiểu linh thông xuyên thấu dị hỏa đại trận có thể cùng ngoại giới câu thông ngươi suy nghĩ một chút liền uy danh hiển hách dị hỏa đại trận các đức cũng có thể mặc xuyên thấu qua huống chi là những thứ khác người qua đường nghe được mộng bức không gì sánh được thiên diễn tiểu linh thông dĩ nhiên thật sự hữu hiệu quả hắn còn muốn hỏi kỹ lưỡng hơn điểm tên kia thư thích đạo hữu liền chỉ vào cuối hàng nhanh đi xếp hàng a không phải chỉ là chúng ta ở mua trước mặt nhất có không ít đại tông môn đại thế lực trưởng lão cũng ở mua bọn họ cũng không chỉ là mua cái một hai cái vừa ra tay nhưng chỉ có hơn một nghìn miếng đại lượng mua sắm Người nếu như xếp hàng xếp hàng chậm, khả năng liền không nhất định mua lấy. Người qua đường nhìn lấy cuối hàng. Mất một lúc. Lại có trên trăm tu tiên giả xếp hạng trong đội ngũ. Đội ngũ vừa dài tiếp cận trăm mét. Người qua đường lúc này cũng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Cái kia thiên diễn tiểu linh thông công hiệu, dĩ nhiên là thực sự. Nếu như là thực sự, ai không muốn mua? Chỉ là nhìn lấy cái kia kéo dài đội ngũ, Hắn có chút không muốn xếp hàng, mặt dày đối với người quen mở miệng. "Lão ca, ta cấm cái đội a." Nhưng mà người quen cũng là trực tiếp lắc đầu. "Ngươi xem ai dám chen ngang. Ta phía sau có thể cũng không thiếu kim đang cường giả đều ở đây ngoan ngoãn xếp hàng đây." Thiên Diễn Các đã vừa mới tuyên bố quy định, một lần mua sắm ngàn viên trở lên, còn có nguyên anh cảnh đại năng mới có thể trực tiếp đi vào. Không phải vậy đều chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng ở thiên diễn các phía trước ai dám lỗ mãn hoàn toàn chính xác đây chính là thiên diễn thánh địa cửa hàng ai dám không tuân quy cũ huống hồ có thể là chính mình nhập đội ý đồ bị phát hiện phía sau có mấy vị kim đang cảnh cường giả đã hung ác trừng cùng với chính mình hắn vốn còn muốn cho đạo hữu linh thạch làm cho đạo hữu hỗ trợ mua hai quả lúc này cũng không dám nói tiếp nữa vội vàng sĩ sĩ sách sách nói cáo biệt hữu, hướng về đội ngũ phía sau đi tới. Một màn này, phát sinh ở toàn bộ đại duyện châu các nơi thiên diễn các. Hiếm thấy xếp hàng, hấp dẫn vô số tu tiên giả quan tâm. Mà khi những người qua đường kia hiểu rõ từ đầu đến cuối phía sau, đều là không chút do dự xếp hạng đội ngũ sau đó. Mỗi cái tu tiên giả đều ở thảo luận thiên diễn tiểu linh thông cái kia bất khả tư nghị công năng. Trong lúc nhất thời, cổ tộc cùng phần nham cốc cái này hai thế lực lớn giao chiến tin tức, đám người đều không còn quan tâm. Hôm nay điểm nóng, chỉ có thiên diễn tiểu linh thông. Thiên diễn thánh địa xuất phẩm hạ phẩm pháp khí, dĩ nhiên thật sự có như vậy bất khả tư nghị hiệu quả. Phía trước vô số hô cẩu cũng không bán, thiên diễn thánh địa thu chỉ số ai quy thuế tu tiên giả, lúc này tất cả câm miệng. cúi đầu xếp hạng trong đội ngũ, chỉ cầu có thể nhanh chóng mua được thiên diễn tiểu linh thông. Thiên Diễn Thánh Địa, vô số trưởng lão yếu siêu tụ chung một chỗ. Nhà mình kỳ vọng cao thiên diễn tiểu linh thông vẫn không có hỏa. Thánh địa các trưởng lão ngay từ đầu còn thiên thiên quan chú, nhưng lượng tiêu thụ thủy chung bất ôn bất hỏa, làm được mọi người đều là yếu siêu. Bất quá hôm nay cũng là có chút bất đồng. Thu thập hết các nơi trưởng quỷ hội báo mà đến tiêu thụ số liệu phía sau, ngoài vụ trưởng phòng lão đè nén nội tâm kích động, mở miệng cười. Các vị trưởng lão đoán một chút, ngày hôm nay chúng ta thiên diễn tiểu linh thông bán đi bao nhiêu. Có trưởng lão nhìn lấy ngoài vụ trưởng phòng lão biểu tình, nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là ngày hôm nay lượng tiêu thụ vượt 10.000 rồi hả? Trong khoảng thời gian này, thiên diễn tiểu linh thông ngày lượng tiêu thụ một mực tại bảy tám thiên đã chuyển. Bây giờ chẳng lẽ là rốt cuộc vượt 10.000 rồi hả? đám người nghe vậy, cũng đều là nhìn về phía ngoài vụ trưởng phòng lão. Nhưng mà ngoài vụ trưởng phòng lão lắc đầu. Không đợi đám người thất vọng, chính là mở miệng cười. Nói thiếu, tiếp tục đoán. Lần này, yếu siêu các vị trưởng lão đều là nhấc lên không ít tinh thần. Dĩ nhiên vượt 10 ngàn rồi hả? Hai vạn. Ba chục ngàn. Ngoài vụ trưởng phòng lão lắc đầu. Các trưởng lão càng thêm kinh hỉ chẳng lẽ là đạt tới năm chục ngàn. Ngoài vụ trưởng phòng lão như trước lắc đầu. Lần này, luyện khí phong vương trường xuân trưởng lão ngồi không yên. Chẳng lẽ, ngày lượng tiêu thụ phá một trăm ngàn. Phía trước, vương trưởng lão vẫn cảm thấy lấy thiên diễn tiểu linh thông công năng cường hãn. Nhà mình ra bao nhiêu liền có thể bán bao nhiêu. Mỗi ngày sản xuất 10 vạn tuyệt đối là cung không đủ cầu. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian này lượng tiêu thụ đê mê, đối với nhà mình sản phẩm có thể đạt được 10 vạn cái này lượng tiêu thụ, vương trường xuân trưởng lão đều là chờ mong vạn phần. Nhưng mà, ngoài vụ trưởng phòng lão như trước lắc đầu, không ngừng 10 vạn, chứ vị trưởng lão không ngại đoán một chút nữa. Lần này, toàn trường náo động. Không chỉ 10 vạn, nhà mình thiên diễn tiểu linh thông, dĩ nhiên phát hỏa. Rất nhiều trưởng lão chờ mong vạn phần nhìn lấy ngoại vụ trưởng phòng lão, Lập tức liền muốn biết lượng tiêu thụ Chẳng lẽ đã đạt được 200 ngàn rồi hả? Ngoài vụ trưởng phòng lão xem đám người không đoán Nhìn phía nhà mình thánh chủ Diệp thần cười cười Được rồi, đừng treo các vị trưởng lão khẩu vị Trực tiếp công bố A à? Ngoài vụ trưởng lão lĩnh mệnh Hắn dòng một cái, học ra một chuỗi chữ số Chúng ta thiên diễn tiểu linh thông hôm nay Ở các nơi cửa hàng tổng lượng tiêu thụ Đạt tới 100 vạn cái gì? Nghe thấy con số này, mặc dù là nguyên anh cảnh trưởng lão đều không thể bình tĩnh. Một ngày bán 100 vạn. Cái này, làm sao có khả năng? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.